Chào các bạn, thời gian này thì chắc là bạn cũng như mình thôi, ở nhà nhiều và chơi game ở trên PC cũng nhiều hơn. Chơi được một khoảng thì mình cũng bắt đầu có suy nghĩ là tại sao mình không mua một chiếc tay cầm để trải nghiệm game được tiện hơn thay vì chơi bằng chuột và bàn phím như thông thường. Chính vì vậy mà video ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp danh sách các mẫu tay cầm mà mình nghĩ là đáng sở hữu nếu như bạn cũng đang loay hoay không biết đâu là mẫu tay cầm phù hợp. Ok, cùng bắt đầu video với mình nhé! Ứng viên đầu tiên của danh sách không ai khác chính là tay cầm của nhà Xbox. Mình xin đề xuất hai cái tên, đó là tay cầm Xbox One S và tay cầm Xbox Series. Mặc dù khác nhau về tên gọi cũng như là thế hệ, thế nhưng mà đa phần trải nghiệm trên hai tay cầm này không khác nhau là mấy đâu. Cả hai đều là tay cầm không dây, đều có bố cục phím điều khiển y hệt nhau. Điểm khác ở trên bố cục phím chính là phần nút D-pad giữa hai phiên bản tay cầm. Ở phiên bản Xbox Series thì bạn có thể dễ dàng thao tác các góc chéo trên phím này nếu như bạn cần chiến các tựa game đối kháng để tung chiêu các kiểu. Còn nếu bạn chơi những game di chuyển đơn giản hơn thì tay cầm phiên bản One S sẽ làm tốt nhiệm vụ này. Ngoài ra, ở tay cầm Xbox Series sẽ có thêm một nút share để chúng ta dễ dàng quay hoặc chụp ảnh màn hình rồi sau đó chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, chứ không cần phải mày mò quá nhiều bước như ở trên PC nữa. Lý do khác khiến mình lựa chọn tay cầm của Xbox làm đề xuất đầu tiên bởi vì hệ sinh thái của Microsoft đang rất là rộng lớn và mình tin chắc là 85% người dùng PC đều đang sử dụng hệ điều hành Windows, nên là PC tương thích tốt với tay cầm Xbox là điều đương nhiên. Ngoài ra, bản thân mình cũng đang mê mẩn những mẫu tay cầm giới hạn của Xbox bởi vì nó giúp mình thể hiện được tính cách của bản thân hơn so với một chiếc tay cầm màu đen truyền thống thông thường. Nói chung thì về hình thức bên ngoài, mỗi người mỗi cảm nhận thôi nhé. Còn về chức năng, công dụng thì tay cầm Xbox đang phục vụ rất tốt cho các game thủ PC. Nhắc đến Xbox thì không thể không nhắc đến đối thủ cạnh tranh của họ, PlayStation. Ở đây thì mình muốn đề cập đến DualSense, mẫu tay cầm Next Gen của Sony đã cho ra mắt cùng với chiếc máy PS5. So với DualShock 4 lúc trước thì DualSense đã được thay đổi rất nhiều cả từ thiết kế lẫn những cái công nghệ trong nó như là Adaptive Trigger hay là Haptic Feedback. Nếu bạn chơi game ở trên PC thuộc nền tảng Steam như mình đi, thì may mắn là nền tảng này đã có lựa chọn điều khiển dành cho người dùng. Dễ hiểu hơn thì Steam có hỗ trợ DualSense, nên là những tựa game bạn chơi ở trên đây sẽ tự nhận DualSense, giúp bạn hạn chế tối đa được những cái cài đặt rắc rối khi mà bạn muốn trải nghiệm game bằng tay cầm. Mặc dù các công nghệ mới như là Adaptive Trigger hay là Haptic Feedback sẽ bị hạn chế khi mà bạn chơi game ở trên PC, thế nhưng mà việc này nó phụ thuộc vào nhà phát triển game chứ không phải lỗi của Sony hay là tay cầm đâu. May mắn là vẫn có game đã được cập nhật để hỗ trợ loạt công nghệ này mà mình có thể kể đến như là Metro Exodus cũng như Assassin's Creed Valhalla. Mong đợi của mình trong tương lai là sẽ có nhiều nhà phát triển game chú ý và làm game tương thích tốt với tay cầm DualSense này hơn. Bù lại thì DualSense nó sẽ thích hợp với những bạn nào đã quen sử dụng bố cục phím bấm của PlayStation rồi. Rõ ràng đây là lựa chọn phù hợp để giúp bạn có được trải nghiệm game tối ưu nhất. Ok, một lựa chọn khác không quá xa lạ với các bạn đâu, đó chính là tay cầm Nintendo Switch Pro Controller. Ban đầu thì mình cứ nghĩ là tay cầm này nó chỉ hỗ trợ cho máy Switch thay cho Joy-Con thôi, nhưng mà hóa ra nó lại hoạt động khá là tốt nếu như bạn chơi game ở trên PC nữa. Pro Controller cũng có hai lựa chọn kết nối cho chúng ta, kết nối có dây hoặc là Bluetooth để bạn có trải nghiệm game tiện lợi hơn. Tay cầm này cũng được nhận xét là một mẫu tay cầm tuyệt vời cả từ thiết kế chắc chắn, thời lượng pin trâu lên đến 40 giờ chơi ở chế độ không dây, cần điều khiển analog và bố cục nút bấm cực kỳ hợp lý. Ngoài ra còn có hỗ trợ cảm biến quét Amiibo ở những tựa game dành cho Switch nữa. Thực tế thì Pro Controller nó sẽ phù hợp với những bạn nào đã hoặc là có ý định sở hữu Switch ở trong tương lai, bởi vì một công đôi việc thôi, bạn vừa có thể chơi game ở trên Switch được mà vừa có thể chơi game ở trên PC được luôn. Logitech F310 chính là cái tên cuối cùng mình muốn nhắc đến. Mặc dù so sánh thiết kế với các mẫu tay cầm hiện tại, Logitech F310 có phần đi lùi hơn, thế nhưng mà nó vẫn có cho nó lý do để mình đưa vào danh sách này. Nhìn sơ qua thôi thì bạn cũng đủ thấy là bố cục phím bấm của tay cầm nó có phần quen thuộc, nhất là những ai đã từng chơi qua PS3. Khác một điểm đó chính là phần D-pad được thiết kế chuyển tiếp với nhau nên sẽ giúp bạn dễ dàng trượt nhanh trên các nút. Và như mình nói ở phần tay cầm Xbox Series, điểm này nó sẽ phù hợp với bạn nào hay chơi các tựa game đối kháng.
Ngoài ra thì tay cầm này còn được hỗ trợ bởi Steam nữa, cho nên là nếu bạn chơi game ở trên Steam thì bạn sẽ không cần phải cài thêm bất kỳ phần mềm nào khác, chỉ việc kết nối tay cầm rồi chơi thôi. Điểm trừ duy nhất của Logitech F310 chính là việc kết nối có dây. Điểm này nó sẽ hơi hạn chế khoảng cách giữa bạn và PC khi trải nghiệm game một chút. Còn nếu bạn không ngại vấn đề này thì quả thực Logitech F310 là lựa chọn vừa phải. Bởi vì ngoài những yếu tố mình kể trên, mức giá của mẫu tay cầm này cũng khiêm tốn, thích hợp với những ai đang có ngân sách eo hẹp một chút nhé. Đó là 4 mẫu tay cầm cá nhân mình đánh giá là thích hợp để trải nghiệm game ở trên PC, thậm chí là cho cả smartphone hoặc là tablet nữa. Cho mình biết cảm nhận của các bạn về 4 mẫu tay cầm này và đâu là chiếc tay cầm mà bạn muốn được sở hữu nhất nha. Link của các mẫu tay cầm thì mình cũng sẽ để ở bên dưới phần mô tả cho bạn dễ dàng tham khảo hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!